Theo Business Insider ngày 19 tháng 2, nền kinh tế thời chiến của Nga đang bùng nổ. Điều đó nghe có vẻ phi lý, nhưng tăng trưởng GDP không phải là điều bất thường trong thời kỳ xung đột. Trong khi có những nghi ngờ về tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu kinh tế màu hồng mà Nga đã công bố trong hai năm qua, Moscow có vẻ sẵn sàng đảm bảo nguồn lực cho cuộc chiến ở Ukraine năm thứ ba, dù các cuộc chiến đều rất tốn kém. Chiến lược gia vĩ mô toàn cầu và chuyên gia về Nga tại công ty quản lý đầu tư Lomis có trụ sở tại Boston, ông Hassan Malik nói. Từ quan điểm kinh tế thuần túy, Nga có dư địa đáng kể để tiếp tục tiến hành giao tranh. Suy cho cùng, Nga đã tự bảo vệ mình khỏi các lệnh trừng phạt kể từ năm 2014, khi nước này phải hứng chịu một loạt hạn chế thương mại sau khi sáp nhập Crimea từ Ukraine. Trên hết, kinh tế Nga vẫn được hỗ trợ bởi doanh thu từ việc bán dầu. Các chuyên gia đã chỉ ra 5 cách giúp Nga duy trì nền kinh tế của mình vững mạnh ngay cả sau 2 năm tiến hành xung đột. Thứ nhất, tiến hành xung đột bên ngoài biên giới của mình. Một lý do quan trọng khiến nền kinh tế Nga vẫn đang phát triển là do vị trí của cuộc chiến. Chuyên gia Malik nói, giao tranh đang diễn ra chủ yếu trên lãnh thổ Ukraine và phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của Ukraine. Do đó tác động trực tiếp đến năng lực sản xuất và các hộ gia đình Nga là tương đối hạn chế. Theo số liệu thống kê chính thức, năm 2022, năm đầu tiên của cuộc xung đột, nền kinh tế Nga suy giảm 1,2% GDP các nhà phân tích được Reuters thăm dò dự báo GDP của Nga sẽ tăng 3,1% vào năm 2023. Nga vẫn chưa công bố mức tăng trưởng GDP cả năm cho năm 2023. Để so sánh, GDP của Ukraine đã giảm 29,1% vào năm 2022 và Ngân hàng Trung ương nước này dự báo kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng 4,9% vào năm 2023. Ngân hàng này cũng chưa công bố số liệu tăng trưởng chính thức. Chiến lược gia Malik giải thích, trong kịch bản mà xung đột không diễn ra trên lãnh thổ của bạn, giao tranh có thể đóng vai trò là một cú sốc lớn về nhu cầu, đặc biệt là đối với nguồn cung cho cuộc chiến. Đó là điều đã xảy ra ở Nga. Xung đột đã thúc đẩy nền kinh tế. Thứ hai, tạo ra nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ thời chiến. Tiếp đó, có nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ giúp duy trì xung đột. Quân đội Nga cần nguồn cung cấp vật chất những thiết bị như vũ khí, đạn dược và nhiều trang thiết bị liên quan khác nhu cầu thúc đẩy các ngành sản xuất những hàng hóa đó, đặc biệt là trong nước, vì nhập khẩu vào Nga bị hạn chế do lệnh trừng phạt từ phương Tây. Xung đột cũng cần có nhân lực, Nga đang phải đối mặt với một cuộc suy giảm nhân khẩu học với dân số giảm và tỷ lệ sinh giảm ngay cả trước cuộc chiến với Ukraine. Khi xung đột nổ ra, gần một triệu người Nga, bao gồm cả nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, đã rời bỏ quê hương, khiến nguồn lao động của nước này càng ngày bị thu hẹp hơn nữa. Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin huy động nam giới tham gia chiến tranh đã tạo ra tình trạng thiếu lao động kéo dài kể từ năm 2022. Năm 2023, Nga phải đối mặt với tình trạng thiếu 5 triệu công nhân khi lực lượng lao động chống tăng gần 5% so với một năm trước. Vào tháng 11 năm 2023, Nga có tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục là 2,9%. Nhờ thiếu nhân lực, tiền lương đã tăng lên, từ đó hỗ trợ tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Thứ ba, tự chủ về vũ khí và sản xuất hàng hóa, Nga là một nền kinh tế lớn toàn cầu, lớn thứ 8 thế giới vào năm 2022. Một phần nhờ vào vị thế vững chắc của nước này là nhà sản xuất các mặt hàng như dầu, khí đốt tự nhiên, lúa mì và kim loại. Tuy nhiên không giống như nhiều quốc gia, Nga cũng có khả năng tự cung tự cấp trong sản xuất các mặt hàng quan trọng như dầu, khí đốt tự nhiên và lúa mì. Điều này đã giúp Moscow vượt qua nhiều năm trừng phạt. Chiến lược gia Malik nói Mặc dù các biện pháp trừng phạt và hạn chế thương mại của phương Tây chắc chắn đã có một số tác động nhỏ đến nền kinh tế Nga, nhưng các tác động này đặc biệt hạn chế đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, vốn phần lớn tự cung tự cấp. Theo chuyên gia Malik, là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, Nga cũng có thể tự cung tự cấp cho mình hầu hết các nhu cầu quốc phòng, ngay cả đối với các loại vũ khí phức tạp. Điều này cùng với các biện pháp mà Nga đang áp đặt để thúc đẩy nền kinh tế, bao gồm nhập khẩu lưỡng dụng, chuyển hướng sang các thị trường xuất khẩu thay thế như Trung Quốc và Ấn Độ cũng như các chuỗi cung ứng mới càng làm giảm tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây đối với ngành công nghiệp quốc phòng và nền kinh tế thời chiến của Nga. Thứ tư, kích thích và ổn định nền kinh tế bằng các khoản trợ cấp và chính sách. Các khoản trợ cấp chi tiêu và chính sách của chính phủ cũng đang hỗ trợ nền kinh tế Nga. Chính phủ Nga đã triển khai các loại vay trợ cấp khác cho các doanh nghiệp nhằm kích thích hơn nữa nhu cầu trong nền kinh tế các nhà hoạch định chính sách Nga cũng nhanh chóng vào cuộc để ổn định thị trường và nền kinh tế sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Họ đã thực hiện các bước bao gồm đóng cửa sở giao dịch Moscow trong nhiều tuần, áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn và quản lý chính sách tiền tệ. Sergei Guriev, cựu kinh tế trưởng tại Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, cho biết trong một cuộc trao đổi vào tháng trước, việc đó được thực hiện khá thành công. Thứ năm, duy trì nợ nước ngoài ở mức thấp và xuất khẩu mạnh. Nga bước vào cuộc xung đột với ít nợ nước ngoài và tài khoản vãng lai của nước này thặng dư một phần nhờ tác động của xung đột lên giá cả hàng hóa. Chuyên gia Malik giải thích, những diễn biến như vậy đã bù đắp rất nhiều cho các động thái của phương Tây như đóng băng tài sản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga. Nga cũng đã phân bổ một phần ba ngân sách năm 2024 của mình cho chi tiêu quốc phòng, bất chấp mọi lệnh trừng phạt mà nước này phải gánh chịu. Trong năm 2023, các chuyên gia và một số nhà kinh tế đều cho rằng Nga có đủ nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine trong vài năm. Chuyên gia kinh tế tại Bloomberg Economics Alex Iskov cho biết trong một báo cáo ngày 17 tháng 1 rằng tài sản lưu động của Quỹ Tài sản Quốc gia Nga sẽ được duy trì thêm một hoặc hai năm nữa nếu giá xuất khẩu dầu của nước này giảm xuống dưới 50 đô la một thùng. Giá trung bình của dầu thô uran hàng đầu của Nga là khoảng 63 đô la một thùng vào năm 2023. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, chia sẻ với CNN ngày 19 tháng 2, kho bạc chính phủ Nga đang sở hữu lượng tiền mặt lớn chưa từng có. Số tiền này của Nga được cho là đến từ doanh số bán dầu thô kỷ lục 37 tỷ đô la cho Ấn Độ vào năm 2023. Sau đó Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ dưới dạng thành phẩm. Trung tâm nghiên cứu năng lượng và không khí sạch nhận định, điều này có nghĩa là Ấn Độ, đối tác chiến lược của Mỹ, sẽ thay thế khách hàng phương Tây để mua dầu thô của Nga. Bởi động thái này không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của các nước phương Tây và hoàn toàn hợp pháp. Ngoài ra, theo CNN, hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga còn được hỗ trợ bởi hạm đội bóng tối với số lượng lớn tàu chở dầu nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho điện Kremlin. CNN đã chứng kiến một phần của hoạt động thương mại phức tạp này ngoài khơi Hy Lạp vào đầu tháng này. Hai tàu chở dầu, một lớn một nhỏ, di chuyển cạnh nhau để chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác đôi khi với mục đích ngụy trang nguồn gốc và điểm đến cuối cùng. Hai tàu chở dầu có lịch sử đầy màu sắc, cả hai đều khởi hành từ Nga vài tuần trước đó. Theo công ty giám sát vận chuyển Polestar Global, một chiếc thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại Ấn Độ từng bị cáo buộc liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt và chiếc còn lại trước đây thuộc sở hữu của một cá nhân chịu các lệnh trừng phạt riêng của Mỹ. Chuyên gia David Tenenbaum tại Polestar Global cho biết, việc chuyển dầu đôi khi được thực hiện hợp pháp, nhưng chúng cũng được sử dụng như một chiến thuật bất hợp pháp để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Nga đang thêm nhiều vỏ bọc cho con tàu, khiến các cơ quan chức năng bối rối về việc loại dầu này đến từ đâu và cuối cùng ai sẽ mua nó. Các nhà phân tích cho biết, hàng chục vụ chuyển giao tương tự diễn ra mỗi tuần ở vịnh Laconian của Hy Lạp, một điểm thuận tiện trên đường đến kênh đào Suez và các thị trường châu Á. Đầu tháng 2 năm 2024, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra gói trừng phạt mới đối với các tàu và công ty bị nghi ngờ giúp vận chuyển dầu thô của Nga vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm cản trở hoạt động của đội tàu bóng tối của Nga. Và cuối năm 2022, Mỹ dẫn đầu một liên minh gồm nhiều quốc gia đã đồng ý về giới hạn giá trần, cam kết không mua dầu thô của Nga trên 60 đô la một thùng. Những quốc gia này cũng cấm các công ty vận tải và công ty bảo hiểm của mình, những công ty chủ chốt trong vận tải biển toàn cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán dầu thô của Nga cao hơn mức giá đó. Victor Katona, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu thô tại công ty nghiên cứu thương mại Kepler nhận định, giới hạn giá là nguyên nhân thực sự dẫn đến việc hình thành đội tàu bóng tối. Chuỗi cung ứng càng dài thì càng khó giải quyết vấn đề chuyển giao giữa tàu này sang tàu khác và việc xác định chi phí thực sự của mỗi thùng dầu Nga càng khó khăn hơn. Công ty trí tuệ nhân tạo hàng hải Winwood đã phát hiện Nga và Ấn Độ đã thực hiện 588 chuyến giao hàng vào năm ngoái. Nhưng một số giao thương giữa hai nước phức tạp hơn, như CNN đã chứng kiến ngoài khơi bờ biển Hy Lạp. Star Global đã ra soát tuyến đường tương tự và phát hiện hơn 200 chuyến đi vào năm 2023 của các tàu từ Nga đã thực hiện việc di chuyển ở vịnh Laconian sang một tàu khác rồi đi tiếp đến Ấn Độ. Công ty này nghi ngờ rằng động cơ chính của những vụ chuyển dầu này là để né tránh các biện pháp trừng phạt vì gần như tất cả các tàu này đều có mối liên hệ với Mỹ hoặc Liên minh châu Âu EU và sẽ phải chịu giới hạn giá. Hạm đội bóng tối đã cho phép Nga tạo ra một cơ cấu vận chuyển song song có thể vượt qua các chiến thuật đang thay đổi và trọng tâm của các lệnh trừng phạt của phương Tây với hàng trăm tàu chở dầu có quyền sở hữu không rõ ràng, sử dụng các tuyến đường phức tạp. Nguyên quốc ước tính đội tàu này đã tăng lên 1.800 tàu vào năm ngoái. Theo đánh giá, việc Ấn Độ mua dầu thô đã là làm suy yếu sức ép từ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Vào năm 2023, doanh thu của Nga tăng vọt lên mức kỷ lục 320 tỷ đô la và dự kiến tăng cao hơn nữa. Theo phân tích dữ liệu công khai từ Bộ Tài chính Nga, ngân sách thu và chi của Nga đều ở mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2023. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế cao cấp Howard Schatz thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Rand Corporation nói, Mặc dù doanh thu tăng vọt nhưng thâm hụt ngân sách liên bang vẫn ở mức cao thứ ba, chỉ kéo năm 2022 và 2020. Về phía Ấn Độ, nước này cho biết việc mua dầu từ Nga nhằm giữ giá dầu toàn cầu ở mức thấp hơn vì nước này không thể cạnh tranh mua dầu từ Trung Đông với các quốc gia phương Tây. Bộ trưởng Dầu khí và khí tự nhiên Ấn Độ nói với CNBC tuần trước rằng nếu chúng tôi bắt đầu mua thêm dầu từ Trung Đông, giá dầu sẽ không ở mức 75 hay 76 đô la, nó sẽ là 150 đô la. Vai trò phức tạp của Ấn Độ trong thương mại dầu mỏ toàn cầu cũng được phản ánh qua số phận các sản phẩm dầu mỏ được sản xuất từ dầu thô của Nga. Một phần dầu thô được tinh chế thành các sản phẩm dầu tại các nhà máy lọc dầu ở bờ biển phía tây Ấn Độ, sau đó xuất khẩu sang Mỹ và một số nước phương Tây khác. Các sản phẩm được tinh chế bên ngoài Nga không nằm trong phạm vi trừng phạt, một thiếu sót mà giới chuyên gia gọi là lỗ hổng nhà máy lọc dầu. Mỹ là nước mua lớn nhất các sản phẩm dầu tinh chế của Ấn Độ, làm từ dầu thô Nga, trị giá 1,3 tỷ đô la vào năm ngoái. Giá trị xuất khẩu của các sản phẩm dầu này tăng lên đáng kể bởi các đồng minh của Mỹ cũng đang thực thi các lệnh trừng phạt với Nga. Theo ước tính, các sản phẩm dầu làm từ dầu thô của Nga trị giá 9,1 tỷ đô la đã được các quốc gia này nhập khẩu vào năm 2023, tăng 44% so với năm trước. Moscow cũng đã tìm ra cách kiếm lời từ quá trình lọc dầu và xuất khẩu này. Một trong những nhà máy lọc dầu và cảng của Ấn Độ tiếp nhận dầu thô của Nga nằm ở Vadina và được điều hành bởi công ty Nayara Energy, nơi tập đoàn dầu mỏ nhà nước Nga Rosneft sở hữu 49,1% cổ phần quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxify xin cảm ơn vì đã ủng hộ